Bye.
em Nhi Đồng gửi đến để bắt đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay. Cũng như mọi năm, Hội Thánh chúng ta có tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân vào dịp Tết Nguyên Đán để chúng ta có cơ hội đón xuân trong một cái tình đồng hương với nhau. Vậy chương trình năm nay có gì lạ không? Như mọi năm đó thì chúng ta có tân nhạc và cổ nhạc, nhưng đặc biệt năm nay đó thì ban tổ chức có mời được một cái gánh cải lương từ những cái vùng xa xôi hẻo lánh, là những nơi chỉ có cò và khỉ, để đến đây để chúc mừng xuân với quý khán giả ở đây. Vậy trong các giờ làm việc với ban gánh nước không phải gánh hát, vậy quan có học lớn được điều gì không? Tài học lớn và tài của quan được đấy nha. Để bây giờ quý vị hãy nghe quan giới thiệu chương trình hôm nay ha. Dạ kính thưa quý ông bà cô bác cùng tất cả quý vị mục sư thân mến, hôm nay là ngày Tết của quê ta, chúng cháu đây xin tổ chức tại nơi này, trước là để cùng chung vui cùng nhau đón một mùa xuân, sau đây là các anh các chị trong gia đình trẻ và các bạn thanh niên sẽ đến đây để hát những câu hò và những giọng cổ thân quen, để chúng ta nhớ đến xuân nào cho thắm tình quê hương. Để tiếp tục chương trình và quý vị thưởng thức nhạc phẩm câu chuyện đầu xuân qua phần trình của cô Sang. Xin kính chúc quý vị và độ quý một mùa xuân an lành hạnh phúc. Thank you.
đến nhìn thấy những bánh mứt, hoa mai và nhất là những bao tiền lì xì. Vậy khung cảnh này có gợi lại cho anh kỷ niệm gì về Tết ở Việt Nam khi còn nhỏ không? Có chứ, có nhiều lắm. Vì mỗi dịp Tết đó chúng ta phải có quần áo mới nè, mà cái mà đặc biệt nhất đó là tiền lì xì. Rồi xong sau khi mà gom tất cả tiền lì xì lại đi chơi lung tung, đi chơi lung tung hoặc là bầu cua cắt cẩm. Mà cái điều mà đáng nhớ nhất đó là chơi lúc nào thua tiền lì xì đưa nhiêu ra là mục tiêu hơn đó. Cái điều đáng nhớ còn còn hơn hơn có khi nào chơi Quang nha, nhìn cái mặt này nha, nhìn cho kỹ vào rồi suy nghĩ cứ coi. Từ đó đến giờ Quang có bao giờ thấy con chơi bất cứ một cái gì mà thắng chưa? Câu hỏi quá dễ, đâu cần suy nghĩ, nhìn sơ Quang biết cái mặt này chưa bao giờ sống gì hết. Thôi mình gạt chuyện này qua một bên đi, bây giờ tiếp tục chương trình. Đúng rồi, để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị khán giả quý vị sân khấu để xem một vở kịch có chủ đề là Rồi Nào Úp Vụt Này. Ơi là không, Tết nhất tới rồi mà mai không có để trưng, không có mức mà để mà đãi khách. Có đứa con trai mà cứ đi đâu rồi không biết nữa. Thắm ơi Thắm, ra đây biểu con. Con ra đây. Đó đâu mà lại lâu thế không biết nữa. Em tha hi hôn. Nhớ ta. Ở trong nhà thì có hai cha con à. Mà con không kêu ba thì ba kêu con, mà con kêu ba thì ba không kêu con. Mà con không thể hỏi gì nữa. Nghe ba giảng cái này. Tết đến tới rồi. Con ra chợ đó. Con mua một cành mai, mua một dĩa bánh. Đó, thì rồi mình ba con mình ăn Tết con. Con đi đi. Đợi chút nè. Con đi á. Con hát nhẹ nhẹ, hát nhẹ nguy hiểm ba cổ ba lắm con à. Dạ. Con đi có chừng nha, bên gia đình mà nó bắt là ba còn khổ nữa đó con này. Dạ. Con đi. Có một đứa con khổ quá anh em. Cũng lấy đầu tiền nữa, tiền hàng tháng mới cho ông rồi. Không có tiền hả? Ở đây, này, bà chủ này, con lấy ra đi mua đi. Đi ra nhờ mua mức bánh, bây giờ cũng đầu tiền. Khổ quá. Ôi da. Ủa, sáng sớm mà ai kêu thế à? Ai đó, sáng sớm mà kêu kéo ông phòng thế. Thế chiếc mà hai mai mối. À, thành ra là cô hai mai mối. Cho nên
má nó mất sớm. Buổi sáng thì dẫn nó cho sở số, chiều thì dẫn nó cho sở số, uống cái sữa bò ấy. Khổ lắm cô hai. Tôi nghe cũng được lắm đó rồi, mà con Thấm ở nhà tôi thì nó là con ngôn dung mà hiền thật là hiền, hảo thật là hảo, không có chỗ nào chắc được hết. Mà nghe cô đã nói thì rất là một người, nếu mà được vậy là tôi trong phòng nhà cô. Cô nghe cô nói thì mất luôn rồi. Được, được, được. Tôi cảm ơn cô rất là nhiều, tôi cảm ơn cô rất là nhiều. Rất là mừng, nghe thì rất là mừng. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng để đón cô Hải. Chào bà cả, chào bà cả. Dạ con xin kính chào nhạc phụ đại nhân. Đại nhân Phước Như Đông Hải, Thọ Tự Nam Sơn. Con có gì? Ta nghe nói là cháu giỏi về văn thơ lắm phải không? Dạ. Như vậy thì để bác sẽ ra một đề tài để cho cháu thử làm cho bác một bài thơ được không? Tất cả đề tài thì cháu cũng không thành thạo. Con mà biết mười thì không ai biết hết. Chắc là không mình. Để có suy nghĩ đi coi như thế nào nha. Chà, Tết thì Tết cũng có những đề tài như thế nào ha? Có rồi, đây, bà có gì ở bên bò này, con thử làm một bài thơ này, con này con. Làm thơ rồi bánh bò. Dạ được, được, chuyện nhỏ, dạ xin nhà phụ đại nhân chờ con một chút xíu, để con gom góp những nghĩa lại rồi, con sẽ làm cái bài thơ tặng nghe. Con làm gì vậy? Con gom góp những gì làm bắt sợ quá. Bà bán bánh bò bên bờ bóng lục. Bà không bán về bốn. Bà bị bắt bỏ bốn. Bà buồn bà. Bà bỏ bán ba bốn bữa. Vậy sao? Hay lắm, hay lắm. Dạ các cháu thừa tiêu chuẩn. Chị xui nghĩ sao? Ừ.
Như vậy thì để tôi vào nhà tôi kêu thắng nó ra để cho hai đứa nó đứng bên cạnh nhau, xứng đôi người lớn không ạ? Thắng hay thắng? Ra đây không? Chẳng lâu quá thế này, tôi phải ra vô dẫn nó ra mới được. Ai thắng? Ra đây không? Ra đây không được, nó cỡ nữa con ơi. Ra đây không, cứ ra đây tự nhiên, ra đây. Đúng rồi, coi cho nó đụng đầu con ơi. Đụng đầu là rất tốn tiền nữa đó con, con để nó chừng à con tiền đâu có cảnh may được tốt quá thế nào nhưng đó đây ra ra đây có giới thiệu đây là bà cả đây là Thí nào nó thế à đẹp hết chịu nổi thấy là sao là sao bà coi này tôi đã nói chị á tôi cứ tin tưởng là chị dễ hiểu một thằng không thay không có chân đứng tôi nghĩ là không có chân đứng ở trong xã hội anh nhà ta cũng không có chân thế này hả sao được có chân là nó tụt có chân là cũng không được nữa tôi không được giờ không chịu không chịu Thank you.
câu chuyện tiền lì xì hồi nãy. Hân thì khác với Quang cái chỗ là mỗi lần mình chơi bầu cua cá cờ hay là chơi lô tô đó thì mình phải ráng chơi làm sao cho mình làm sao mà thắng được không, thua chơi thua cái gì thì mình chơi thua mình mới có dịp để mình gỡ lại. Quang không biết sao trong cơ thể con người đó nha, hãy mà có 4 cái tế bào kêu bằng ngu á thì phải có 6 cái tế bào khôn. Thành ra đó mình phải dùng cái sự khôn ngoan đó để mình nghĩ ra mưu kế. Mưu kế gì vậy? Thì dễ coi, mưu kế thứ nhất á thì mình xuống nước mình năn nỉ, mà mình phải năn nỉ sao mà cho cái mặt nó thê thảm đó nha. Nghĩa là làm cho người ta thấy tội nghiệp, người ta trả tiền lại. Đúng. Thì cũng không có trả tiền lại. Ông làm tội nghiệp nhưng mà không trả tiền lại. Không. Vậy làm chi? Thì mình mới xin mưu kế thứ hai. Có mưu kế thứ hai mà. Có. Mưu kế thứ hai đó, muốn biết không? Sao? Thì mình hâm dọa. Hâm dọa hả? Cái này được á, chỉ có ai với quan. Tính này hâm dọa được lắm. Muốn học hả? Muốn học thì phải đâu cần cái giọng như vậy này nha. Các ngươi có khôn hồn đó thì hỏi mèo mèo mang hết tiền lì xì ra đây mà trả cho bổn con nương, còn nếu mà chậm trễ coi chừng sẽ hối hận. Không biết quý vị sao đi gặp em gặp cô này thì chắc trả tiền để vậy đâu tất cả không cũng không trả. Vậy rồi bây giờ làm sao? Thì mình phải xài luôn cái mưu kế thứ ba. Mưu kế thứ ba là mưu kế gì? Mưu kế thứ ba hả, thì mình khóc. Xuống nước nhỏ rồi giờ khóc. Rồi sao? Nếu cái mà chuyện nói nhưng mà không, thấy nhiều cái khóc á không có dễ đâu nha. Không, khóc á thì phải khóc cho đúng giọng. Khóc á phải khóc giọng gì? Phải khóc cho đúng gì? Nhưng mà lúc mà mình khóc á, mình phải lăn phải lộn với xà nhà nha. Mình bò, mình lát, mình hét, mình la, mình róc cho nó to. Rồi làm giống như là gà mắc dây thun mà sắp chết á. Chắc thiên ghê đi, không phải là người ta trả tiền lại. Không, cũng không trả luôn. Vậy rồi bây giờ làm sao? Nhưng mà đó biết không, lúc mà nghe mình la, mình hét á, thì người lớn sẽ chạy vô coi chuyện gì. Cái ba thân nha, mới lên giọng như vậy. Tụi bay đó, ý, lớn tối ngày nha, cứ ăn hiếp em út, nghe không? Tiền lì xì của ông thân đâu, trả lại cho em, mau lên. Cái quan biết không, lúc đó họ vừa bị rầy phải không? Mà họ vừa nghe mình hét, mình la này không? Cứ hậu quýnh mình hết, chẳng biết mất tiền nào, mất tiền nào, mất, nó cứ đếm kiệm. Thành ra có bao nhiêu đường mình hết. Cái mỗi lần mà chơi khu đó đó, đếm tiền lại coi lúc nào cũng nhiều hơn lúc được lì xì. Ok, hay quá. Chị có cô Hân mới nghĩ nổi đấy. Quan nghĩ cũng không nổi đó, quý vị nên áp dụng cái kế này rất là hay. Mà thôi, để tiếp tục cho chương trình thì để thay đổi bầu không khí tí xíu thì Quan xin kính mời quý vị hướng về sân khấu để được nghe một bài dòng cổ gửi đến của quý vị chữ Anh Hạnh và chị Phương có tựa đề là Xuân Xa Quê. Gió dịu
tập á là mình tập phải cho nó căng bản. À, ở vậy nên mình tập á mình tập không có căng bản làm đi ra mình ca ta sẽ cười. Em nói rằng là cái đầu này mình ra mình ca cho nó đúng rồi ca đúng vậy mà cười. Dạo giờ anh thuộc chưa nè, hôm nay em ca làm gì nè? Anh thấy anh ca kỳ kỳ quá, nếu được hay không. Nhưng mà cày cũng ráng theo em chút xíu đi ha. Bây giờ để anh dạo đàn lại, bắt đầu lại ha. Rồi. Thank you.
mới nhiều sức khỏe, Chúa luôn ban phước cho quý vị ăn thịt hình dự. Quý vị vừa thưởng thức một bài vọng cổ rất là hay. Nhưng mà tội nghiệp mỗi năm khi chúng ta tổ chức chương trình Tết á, thì tội nghiệp cho các em thanh thiếu niên của chúng ta không hiểu được gì hết. Cho nên là quan xin phép quý vị chỉ có khoảng vài phút thôi để quan chỉnh cái bài vọng cổ này qua tiếng Anh cho các em hiểu chút xíu ha. Chúng ta sẽ nghe được một nhạc phẩm rất nổi tiếng từ thời xưa đó, có tựa đề là Ali. Xin kính mời anh Lộc đến đây để tặng chúng ta bài hát đó. Mình làm một câu thơ về đề tài Việt Nam, quê hương Việt Nam. Được đó.
có ý nghĩa. Bây giờ nghe này, bị nghe câu này qua vừa học một số kiểu. Hôm bữa anh Phương cũng về Việt Nam, anh mới dạy cho Quang cái câu này rất là hay. Bây giờ nghe nha. Đường Sài Gòn vừa dài vừa đẹp, gái Sài Gòn vừa đẹp lại vừa nhanh. Gì kì? Đang làm thơ đàng hoàng á. Ok, con bây giờ đang làm gì? Ok, gọi tới thân làm nha. Tao về Việt Nam phải không? Okay, ta về, ta tắm, ao ta. Dù trong, dù đục, cũng là cái ao. Vậy mà nói bài thơ tôi kỳ, quay dấu vậy. Thì cái ao thì mình nói cái ao, chứ lẽ đó một tắm. Thôi đổi đại, đổi đề tài. Thì bây giờ làm đề tài khác đi. Bây giờ mình nói về chuyện học hành đi. Rồi, chị Quang làm trước đi. Ôi, bây giờ nghe kỹ nè. Học cho lắm thì quan mắm với cà. Mà học tà tà thì cũng cà, ăn cà với mắm. Cà với mắm nghe cơ hội thèm đó nha. Nhưng mà nghe nè. Học hành như cá kho tim. Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu. Thành ra mình sợ ngu, cho nên chỉ học vừa đủ sợ. Dạ, kiểu này là chết rồi. Thôi bây giờ mình không giận nha. Nghe mình làm chuyện đàng hoàng cho khán giả nói. Nhưng mà cái bài này đó là Quang tối qua là bứt tóc, móc cổ tay, không thấy cái mắt để nghĩ ra cái bài này để tặng các vị cho nghe kỹ nha. Vầng trăng ai sẽ làm đôi hả? Nửa in gối chiếc, nửa xôi dặm trường. Hay chưa, nghe chưa? Đêm qua anh ngủ ở trên giường, nhớ em tỉnh giấc lọt giường nghĩ xin. Gì kì vậy? Không sao, không sao, vẫn còn bình tĩnh. Mình là cái người hay tha thứ, cho nên dần xa Quang có nói sao đi nữa nha, Phong cũng không bao giờ giận. Mà còn tặng lại cho Quang một câu thơ nha. Em đọc cho anh. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Nếu mà em lấy phải chàng, em thà ở giá cho chàng ở không. Dễ quê. Chị chúng tôi rồi, bây giờ để khán giả ta nghe người làm thơ thì lên làm thơ chút cho khán giả đi. Xin quý vị lắng nghe bài thơ Lời Chúc Đầu Xuân do chị Khôi sẽ gửi đến. Xin kính chào Quỳnh Thắng. Thật ra thì bài thơ này không phải tôi viết mà chị Ánh Minh vừa gọi thắng chúng ta. Mùa xuân này về trở về Việt Nam để thăm bà mẹ đang đau nạn. Nhưng mà trước khi chị đi, chị đã gửi bài thơ để chị nhà tôi đọc. Xin tặng bài thơ này đến tất cả anh chị em trong hội thánh Garland. Chúc quý vị một mùa xuân tràn đầy phước hạnh trong Chúa. Và lời tâm sự gửi lại đây, chúc bạn bè vui đón xuân này, năm mới an khang nhiều phước lộc, bước đường danh vọng cửa rồng bay. Chúc bác cụ già thọ vạn niên, hưu non hưu cựu sống như tiên, bạc tiền rủng rỉnh luôn đầy túi, an nhàn quy lượng thú bình yên. Chúc bác chị em tuổi sồn sồn, lao tâm lao lực quá mỏi mòn, nay Chúa xuân về mang sức mới, để đời vẫn thấm tựa hồng son. Chúc bao nam nữ tuổi đôi mươi, năm mới nhiều thêm những tiếng cười, học hành thi cử luôn đỗ đạt, lập trời hy vọng sáng màu tươi. Chúc cho hội thánh tại Garland năm mới chúc ban mọi phước lành, anh em trong Chúa vui làm việc, dắt nhiều tín hữu đến gần nhau. Chúc cho các lớp học trung niên được Chúa ban cho mọi năng quyền, sức khỏe dồi dào, tâm minh mẫn, ra làm chứng đạo thật liên miên. Và lời thương mến chúc thăm nhau, hẹn với bạn bè lại xuân sau. Xuân nay tôi phải về thăm mẹ, dẫu cách xa rồi vẫn nhớ nhau. Xin nhớ nguyện cầu chúng tôi được ngoại an bình chốn xa xôi. Xuân sau tôi sẽ cùng các bạn vui đón mùa xuân mới tuyệt vời. Tết Nguyên Đán xuân về đến hôm nay, xin chúc cho mọi nhà được sống bình an.
đóng góp cho chương trình cũng như ở lại để tham dự cho chương trình mừng xuân. Chúng ta được phong phú hơn. Nguyện xin Chúa ở cùng quý vị trong một năm mới luôn. Và giờ đây một sư dương sẽ phát tán lì xì cho các em trong năm mới. Xin mời tất cả các em đến đây để nhận lộc đầu năm. Ban chương trình hẹn lại gặp lại quý vị trong chương trình mừng xuân năm tới. Xin Chúa cùng quý vị. Có rồi.
à đón giao thừa một viên gác mừng xuân đón quân vào ban đời sáng hoa nào rơi trên bán sung ngỡ rằng pháo bay bay ngờ đâu hoa lá rơi rồi tới vậy nào có rồi trời ơi là quá vậy mà tới gì vậy từ sưng rồi coi đâu có sưng Thank you.
trường vũ cũng hát luôn rồi. Hát chung rồi em ơi. Vừa khổ vũ hết chưa? Xuân sang xuân đến đây vừa làm dân. Bạn anh mua đây một mùa chân lũ chết anh người chân một đống chân giữ gì nói đi mua đi ông ơi. Thôi cái bạn này không phải bạn. Thôi ấy ra biết hát cổ nhạc không đấy? Chẳng những không ca bình thường mà ca thứ chữ nữa kìa. Ca chữ gì đấy? Ca thứ chữ là sao? Thì giả dụ như chị Na nhà anh là chữ anh thôi đâu thì mình ca cổ nào còn mà chữ nào còn như tâm nhà tôi thì chữ tê nào mình ca cổ cái nào mình như tê không nó chạy chơi không. Ok, thôi được rồi, bây giờ ai hát trước đây? Không phải là tiên khắc hậu chủ. Bây giờ tiên chủ hậu khắc với chúng con. Mình thua thôi, mình chặt bên kia hát trước đi. Đó, đừng rồi, chưa có, có nè. Bây giờ chuẩn bị nha. Bắt đầu nghe nha, chuẩn bị cái tựa là tôi nói tựa đại nghe là nó xịn. Nàng ngọc nữ, nghe không? Có ba chữ anh là nàng ngọc nữ, nghe chưa? Nàng ngọc nữ ngược ngang ngược, nốt năm ngàn nàng nhíu nhảnh nói ngang, no nê nàng nhảy nhót nhẹ nhàng. Nhảy nhầm nước nông nên là nhảy như thế à. Bắt đầu chuẩn bị vô mình bỏ ra chuẩn bị vô nha. Nguyễn Ngọc Nam nằm nhà nhung nhớ nằm ngửa nằm nghiêng nằm ngồi nằm ngửa nằm ngủ ngáy ngon ngon nhớ nàng ngọc nữ. Ok, không
hồng thao thao tết tết thao thao hồng hồng này thao thao tùng tùng tết tùng 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 tết tùng nhóm thao hồng 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 thao 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 thao